Em Tuấn chào quý anh chị nha. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên con máy chạy Rode, máy Rode Well Đài Loan để gửi đi Phúc Oi, Hà Nội, đúng rồi. Có bạn khách ở ngoài Hà Nội nha, đặt con máy này nha. Còn đây là máy Rode Well chính hãng nha quý anh chị. Máy này còn khoảng 85%, máy còn đẹp. Máy này máy Rode chạy trang trí nha. Đây nè, đây là cái đường may của nó nha quý anh chị. Mặt này là mặt dưới, là lấy mặt chính nha. Đây, đây trang trí nha. Máy chạy êm đậm nha quý anh chị. Đây là bên trong máy nha, chân vịt nó dày ha, mặt nguyền nó dày nha. Máy là ok rồi nha. Dạ anh chịu khó anh kiếm cái cử anh bắt chặn á, dán cái cử, dán cái cử vô để anh canh, anh chạy cho anh đều tay nha. Rồi nói là chạy mặt phải là mặt trái nha. Đây này mặt phải là mặt trái. Rồi mặt phải á là úp xuống để chạy nó ra chữ đẹp đó là mặt trái. Có cái cử để có dòng cong nó đi đều. Còn cái cử là dòng cong vô ra vô ra vô do chạy không có đều. Cử chặn cái này nè. Nè, cái mình chạy không có cử cái nó ăn sâu cái sâu cái cạn cái sâu cái cạn cái dòng cong này nó không thấy nè, không rõ nè, chậm chậm thôi nè. Cái dòng cong này nè, mỗi cái đi vô sâu vô cạn là nhờ cái cử. Có cử chạy thì canh đều. Ừ, cho nó đều. Ok, chứ là có cử thì nó sẽ đều thẳng băng luôn nè, giống nhiêu vậy đó. Hỏi anh là cái mũi của anh chính xác nó là muốn bao nhiêu để anh đây chỉnh luôn cho thiên nhạc. Rồi mình chỉnh cho chính xác rồi.